Vâng, trân trọng chào mừng quý bác anh chị các bạn quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì shop em lại tiếp tục về một số mặt hàng mới, thì em lại lên trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị và các bạn. Các bác xem kênh thì đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em sẽ đi vào chi tiết luôn. Lưu ý các bác là đã gọi điện thì không nhắn tin và nhắn tin thì không gọi điện nữa, để tránh việc shop em lên đơn nhiều lần, thiệt hại đến shop cũng như là các bác phải nhận hàng mất thời gian mất công và bên em gửi đi tốn tiền ship các bác nhá. Đó thì em chỉ nhắc các bác vậy thôi. Đó, còn các mặt hàng bên em thì luôn cập nhật tại shop để trân trọng lên gửi tới quý các bác anh chị. Đó, sản phẩm đầu tiên em lên cho quý bác trong ngày hôm nay đó là cái con máy massage, gọi bên em gọi là máy thư giãn coi nhá. Đó, máy thư giãn đấy, thì con này đặt này bên em về là lô này là hàng rất là to. Đó, lô này là lô loại hàng to hàng lớn đấy, còn hàng trước thì nó nhỏ hơn một tí các bác nhá. Đó, còn lô này thì về rất là to luôn, so với con cũ thì con này là hàng khủng luôn các bác. Đây, nguyên thân máy thì biết của nó này rất là khủng luôn. Đấy, của nó là công suất của nó là 24W các bác này. Đấy, làm việc các kiểu đây này. Đấy, DC8 này, 4V này. Đấy, các bác nhá. Có tặng kèm cả dây sạc, cả đế sạc các thứ ngon lành luôn các bác nhá. Dây sạc, đế sạc ngon lành luôn. Đó. Đấy thì lô này em về là con này nó rất là khủng các bác nhá. Nó siêu khủng luôn. Đấy, các bác lên cho em là máy thư giãn. Đó, bên em vẫn đặt tên là máy thư giãn các bác nhá. Đó. Máy thư giãn. Bên em bán với cái giá là đi 330k các bác nhá, 330k. Con này thì hàng nó là hàng to hơn các bác nhá, hàng to hơn 330k. Đó, 330k. Nhưng mà bên em vẫn triển khai cho các bác với cái giá cũ đó là 310k các bác nhá, 310k và bao ship hàng. Dạ. Các bác lên mã cho em là máy thư giãn các bác nhá, máy thư giãn 310k và bao ship các bác nhá. Đó. Con này thì lô này em về nó là hàng to, nhưng mà thôi thì em vẫn để cho các bác với cái giá rất là ưu đãi, đó là giá cũ. Đấy, để em massage thử cho bác xem. Đây các bác lắp vào nha. Đó. Con này nó to gần gấp đôi con cũ luôn các nhá. Đó. Massage thì cực lực kỳ là mạnh luôn. Đây. Đây em sẽ đấm thử cho bác xem. Đó. Đấy, ở đây thì nó có rất là nhiều cấp độ rung các nhá. Đó. Có tới khoảng 6 cấp độ rung khác nhau. Đây các bác cứ nick ở đây là nó sẽ lên này. Đó đây. Massage thì thôi rồi luôn các nhá. Đó. Massage lưng, cổ, vai, gáy này. Đó. Bắp đùi, bắp tay. Nói chung là con này massage rất là tốt luôn các nhá. Đó, các bác thấy không? Đó. Rất là tiện dụng luôn, rất nhiều cấp độ rung. Và nó có rất là nhiều đầu các bác nhá. Đó, các cái đầu khác nhau. Ở đây thì các bác được tặng kèm tổng là 4 cái đầu, 4 đầu như này. Cái hình mũi hình chạc này thì các bác cho vào cổ, vai, gáy là những cái cột sống, còn đây là đi vào những cái bó cơ. Đấy, nói chung là rất là tiện dụng. Đấy, các bác lên cho em là máy thư giãn 310k bao ship. Đấy, hàng thì nó là hàng mới nhưng mà giá thì lại vẫn là giá cũ, giá ưu đãi cho các bác, rất là tốt luôn. Đó. Và các bác được tặng kèm cả dây sạc như này luôn. Đấy, về các bác cắm vào cái củ sạc, cắm vào điện lưới thông thường nhá, cắm điện lưới thông thường. Chọn bộ như này, hàng siêu khủng luôn, giá thì lại rất là bình dân và giá là giá cũ cho các bác nhá. Đó. Giá cũ 310k bao ship, 310k bao ship, máy thư giãn các nhá. Đó. Máy thư giãn 310k bao ship. Đây, các bác lên theo là máy thư giãn 310k bao ship. Con này thì nó là hàng khủng rồi các bác nhá. Đó. Đây, hàng rất là to luôn các bác. Đó. Rất là to luôn. Đấy. Hàng rất là khủng luôn các bác, đựng trong hộp như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay đó là cái máy tỉa lông mũi các bác nhá. Máy tỉa lông mũi gọi là máy nhưng mà nó dùng bằng cơ tay thôi. Đó. Thì con này là hàng của Nhật các bác này. Đấy, tem mác chữ Nhật đây. Đó, hàng của Nhật. Bên em đang gửi tới các bác với cái giá là đi 100k. Đó, 100k con này. 100k hôm nay thì bên em sẽ xả kho thanh lý cho các bác với giá là 80k và bao ship các bác nhá. 80k bao ship, các bác lên mã cho em là máy tỉa lông mũi 80k bao ship. Đó, thì đây hàng đựng trong hộp như này các bác nhá. Tem mác chữ Nhật hẳn hoi này các bác này. Đó. Và đây là cái sản phẩm bên trong đây. Đấy, hàng rất là chất lượng luôn các bác nhá. Đó. Thân của nó là bằng inox sáng bóng, đẹp tuyệt vời luôn các bác nhá. Ở trong này các bác được tặng kèm một cái chổi để vệ sinh. Khi các bác sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Các bác nó hoạt động theo nguyên lý là vòng xoay bên trong quá này. Đây nó có vòng xoay bên trong đây. Đấy, nó xoay như này là khi các bác sử dụng là các bác biết rồi. Đó, nó cứ xoay như này là nó sẽ tỉa cái lông mũi cho mình. Rất là tiện, nam nữ đều dùng được cả. Giá thì rất là bình dân. Hàng của Nhật các bác nhá, hàng của Nhật. Đấy, rất chất lượng luôn, hàng của Nhật. Giá thì rất bình dân các bác nhá. Các bác lên cho em là máy tỉa lông mũi. Máy tỉa lông mũi. Đó, 80k một con này thôi. Giá rất hợp lý để phục vụ các bác luôn các bác nhá. 80k. Đó. Vâng. Bác về. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay đó là cái V
ví hồng các bác này. Đó, ví hồng. Thì hôm trước bên em về một lô hết rồi, hôm nay lại về một lô. Và hôm nay bên em về cái lô này thì giá cũng cực kỳ là tốt luôn, để trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị và các bạn. Đó, đây, một bộ ví hồng như này. Đấy, rất là đẹp các bác này. Nó đầy đủ các cái chi tiết đi kèm luôn, hàng siêu đẹp luôn các bác này. Nó sáng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Giá thì lại cực kỳ là tốt. Đấy, hàng này hôm nay bên em về lô này giá cũng rất là tốt luôn. Đây. Đấy, của nó thì bao gồm là ba cái cắt móng to như này. Đấy, ba cái cắt móng to này. Đấy. Ở đây thì nó có ba cái cắt móng to, ba cái cắt móng to luôn. Và cả một cái bộ sản phẩm tỉa cắt lông rồi nhíp rồi kéo cắt da chết tỉa lông mũi rồi nói chung là đầy đủ lấy dái tai nặn mụn, một bộ sản phẩm sang xịn mịn như này các bác nhá. Đấy, và giá thì rất là bình dân. Đấy, em đang bán cái ví hồng này. Vang lên mã cho em là ví hồng. Đấy, ví hồng 160k. Đó, con này thì hôm nay bên em sẽ xả kho thanh lý cho các bác. Hàng về giá tốt thì là bán cho các bác giá tốt là 140k. Và vẫn bao ship các bác nhá, 140k bao ship. Các bác lên mã giúp cho em là ví hồng 140k và bao ship các bác nhá. Đó, ví hồng 140k bao ship. Đấy, hàng tốt thì về giá tốt lại gửi tới các bác. Đó, các bác lên mã cho em là ví hồng 140k bao ship. Đó, 140k bao ship ví hồng của nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên em tiếp tục về cái lô ô Nhật qua. Ô Nhật, ô này là chống tia UV các nhá, chống tia UV. Đó, cái tia UV của ánh nắng mặt trời nó rất là ảnh hưởng, rất là nguy hiểm các nhá. Chống tia UV. Đấy, tác dụng đầu tiên là chống tia UV các nhá. Đó, chống tia UV. Bên em đang gửi tới các bác với giá là 140k. Cũng gửi tới các bác với giá tốt hơn đó là 120k và bao ship các bác nhá, 120k bao ship. Các bác lên mã giúp cho em là ô Nhật các bác nhá. Đấy, sản phẩm thì siêu chất lượng luôn. Đây. Đấy, hàng đựng trong bao như này, rất chất lượng các bác nhá. Đó, đây. Sản phẩm đây các bác nhá. Đấy, có quai đeo các bác nhá. Dòng ô này của nó thì nó là ô tự động, tự mở ra tự đóng vào các bác nhá. Đấy. Đấy, mở ra các bác. Đấy. Rất là chất lượng luôn các bác. Đó. Nan của nó là nan kép các bác nhá. Nan kép rất là dày dẫn và chắc chắn. Vải là vải chống tia UV nhá, vải chống tia UV. Đây, nan của nó siêu dày luôn, 2, 4, 6, 8, 10 nan. Đấy, đường kính là 1 mét thôi nhá, đường kính 1 mét, 10 nan. Đó, vải của nó thì rất là mềm, nan của nó cũng rất là mềm luôn. Đó, của nó thì khi mà các bác không dùng nữa thì các bác ấn vào như này. Đó, là nó tụt vào, rất là nhẹ nhàng nhá. Đó, rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Rất là dễ sử dụng, nhẹ nhàng. Đây các bác, em ấn ra này. Đó, ấn ra này. Đấy, theo. Đó, và cho vào này. Đấy, rất là êm các bác nhá, rất êm, rất nhẹ. Nó rất là nhẹ nhàng, rất là dễ sử dụng các nhá. Đó. Và sử dụng thì nó rất là gọn đây. Đấy, tổng cái chiều dài của nó thì chỉ vào khoảng 30 cm thôi. Khi mà gấp gọn thì nó vào khoảng 30 cm thôi. Cho nên nó rất là tiện dụng này. Đấy. Các bác gấp thì gấp xuôi theo chiều này rất là tiện dụng. Và mình lại cho vào bịch như bình thường các nhá. Cho vào bịch như bình thường. Các bác quấn đầu vào là các bác cho vào bịch như bình thường. Đó. Một cái ô Nhật cực kỳ xịn sò như này. Đấy, mà giá thì lại rất là hợp lý các bác nhá. Chỉ có 120k là đã bao ship cho bác rồi. Đấy, 120k bao ship, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán các bác nhá. Đấy, nói chung là không thể chê được. Bình thường các bác mua những cái ô vớ vẩn thôi cũng đã phải tiền trăm rồi, hoặc 5-70 nghìn. Nhưng mà chất lượng thì nó rất là kém các bác nhá. Đây, còn đây hàng này thì siêu chất lượng luôn. Đó, chống tia UV. Các bác lên cho em là ô Nhật các bác nhá. Chống tia UV 120k bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Đó. Rồi, sản phẩm mình còn rất nhiều nhưng xin dừng video tại đây. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý các bác anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cũng như là mua các mặt hàng của bên em. Xin chào các bác.